Xin mọi người đừng sợ hãi. Tôi lạnh cống đã nhiều ngày nay. Tôi chỉ muốn có chỗ để sưởi ấm một chút. Tôi không làm hại ai đâu. Tội nghiệp gấu quá. Hãy lại gần lửa mà sưởi. Cẩn thận coi chừng cháy lòng nghe. Để chị đi lấy cây chổi cào tuyết cho gấu. Một người khách lạ gõ cửa nhà bà Anna vào đêm khuya mùa đông, khẩn cầu được trú chân vì bên ngoài trời quá lạnh. Đó là một chú gấu to đùng, cục mịch và hiền lành. Đó cũng chính là chú gấu thường hay ngập ngừng trước cửa nhà bà Anna. Tại ngôi nhà dễ thương đó, chú đã trải qua một mùa đông ấm áp nhất trên đời. Hay là gấu đừng đi, cứ ở lại đây với chúng tôi đến hết mùa đông đã. Trong rừng lạnh lẽo lắm. Ta còn có việc trong rừng, Bạch Tuyết à. Việc của ta là phải giữ gìn khu rừng, dù đang là mùa đông, để khi mùa xuân về, rừng không bị mất mát gì hết. Mùa đông lạnh quá, chúng em không vào rừng thăm gấu được. Hay là mỗi tối, gấu về đây ăn cơm và sưởi ấm với chúng em, chịu không, anh gấu? Chịu chứ. Vậy tối nay ta gõ cửa nữa nhé. Ta sẽ đem thêm củi về cho mẹ.